Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức tập huấn trực tuyến cập nhật kiến thức về điều trị kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho thành viên ban chỉ đạo các huyện, thành thị và xã phường, thị trấn. Tại hội nghị, các điểm cầu đã được các bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật hướng dẫn cụ thể các nội dung giám sát và phòng chống COVID-19 được cập nhật mới theo quyết định số 3468 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế. Thu thập, bảo quản, đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm COVID-19, quyết định số 3351 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 do chủng virus corona mới, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, tình hình dịch COVID-19, những kiến thức về phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều trị chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ, khử khuẩn, diệt khuẩn, vệ sinh sàn, môi trường khu cách ly nhiễm COVID-19, các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn hoặc hạn chế lây truyền, đảm bảo phân loại, nhận biết sớm và kiểm soát nguồn lây, áp dụng biện pháp phòng ngừa chuẩn cho tất cả bệnh nhân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung theo kinh nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị y tế thời gian qua đã căng mình chống dịch và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch vẫn còn ở phía trước, công tác chăm sóc dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế là vấn đề rất quan trọng. Trong tình hình dịch như hiện nay, tuyến y tế cơ sở cần phải tăng cường năng lực, nâng cao hiểu biết về điều trị kiểm soát nhiễm khuẩn và xét nghiệm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Thảo yêu cầu ban chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong công tác phòng chống dịch thời gian tới, cần tập trung vào công tác tuyên truyền người dân thực hành phòng bệnh, công tác chuẩn bị thuốc, vật tư thiết bị y tế cho hoạt động phòng chống dịch.